Xin chào các bạn, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn video xem ngay ba tướng mặt của người gặp vận xui. Thưa các bạn, không phải ai sinh ra cũng mang trong mình một số mệnh may mắn. Theo các nhà nhân tướng học, nếu sở hữu ba tướng mặt kiểu sau đây, những người này phần lớn cuộc sống khá gian nan, vất vả, gặp nhiều vận xui. Thứ nhất, người có ấn đường chuyển sắc đen hoặc đỏ sẫm. Ấn đường nằm giữa vị trí giữa hai đầu lông mày, còn gọi là cung mệnh trong 12 cung tướng mặt. Ấn đường rộng khoảng 2 ngón tay, được coi là quý và đẹp. Quan sát ấn đường có thể nhìn thấy tính cách và vận mệnh của mỗi đời người. Nếu ấn đường có nhiều đường vân ngang, dọc, hỗn loạn, có vết sẹo hoặc khuyết lõm bất thường, chuyển sang sắc đen u ám hoặc đỏ sẫm thì chứng tỏ sức khỏe của người đó có vấn đề. Ngoài ra, cho dù bản thân người này có tài hoa đến đâu nhưng ít khi gặp may mắn, thường gặp xui xẻo tai họa, nhất là khi ấn đường chuyển sắc đen sạm. Ra đường phải hết sức thận trọng, chú ý an toàn tính mạng. Nếu đi xa đừng đi một mình, cũng không nên giao lưu với người lạ, kẻo sẽ bị hãm hại, rước họa vào thân. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp nếu như người này làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, hóa giải vận xui. 2. Khoảng cách giữa hai mắt và hai lông mày quá hẹp. Chủ nhân của tướng mặt này mà có hai mắt hoặc hai đầu lông mày quá gần, khoảng cách giữa chúng rất nhỏ, thường gây cảm giác lạnh lùng với người đối diện. Xem tướng thấy rằng, người có đặc điểm này thường có tính cách lập dị, cổ quái, không hòa đồng với tập thể. Thêm nữa, tính cách này nóng nảy, làm việc thiếu kinh nhẫn, không thích hợp trong đầu tư kinh doanh. Ngược lại với những ai có khoảng cách hai mắt và hai đầu lông mày rộng, ánh nhìn có thần thái thì tính cách điềm đạm, khoan dung, dễ hòa đồng, sự nghiệp có quý nhân phù trợ, thành công rực rỡ. Và cuối cùng là người có sơn căn thấp lõm. Sơn căn là vị trí ở giữa hai phần mắt, vùng dưới ấn đường, khoảng cách giữa hai mắt và là nơi cao nhất trên sống mũi. Trong nhân tướng học, sơn căn thấp lõm không phải là cát tướng. Chủ nhân có nét tướng này làm việc gì cũng bất thuận, gặp trở ngại, thậm chí còn được coi là ác tướng, phá hoại gia đình. Nếu có thêm đặc điểm là lỗ mũi to lại hách thì dễ dàng thuộc loại phá gia chi tử, tiêu tiền như nước, trong khi khả năng kiếm tiền yếu kém. Đây cũng là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy của tướng mặt xui xẻo. Trên đây là những chia sẻ của ba tướng mặt hay gặp vận xui. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe.